Hello anh em, thì hôm nay mình xin giới thiệu một cái bể chữa bệnh tiêu chuẩn của mình. Thứ nhất là oxy, oxy bio mini, oxy bio mini, hai cái. Cái thứ hai là hệ thống lọc thác của thủy sinh đó. Đây. Cái này là mình dùng để mình đánh thuốc vào đây, mình đánh vào đây. Ví dụ như mà mình muốn đánh muối khoáng này đó. Thì đơn giản lắm, ví dụ mình xúc mình thìa mình đổ vào ngay đây, xong tự động nó sẽ hòa tan cho mình. Đây, đây là một hệ thống là chữa bệnh tiêu chuẩn. Đây.